Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 6 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp thứ 23, khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021 2026 và bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh. Lý do ông này bị khởi tố bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ, bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh để điều tra về tội, nhận hối lộ. Theo Bộ Công an, ông Minh bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Đến ngày 9 tháng 4, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo Ban Bí thư, ông Minh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương Trước đó ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã khởi tố 23 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện ông Trần Hoàng Tuấn, phó chủ tịch thường trực được giao điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi